Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt Vision. Hôm nay Bảo Trâm rất vui gặp lại một Việt Kiều ở bên trời Âu. Vâng, đó là anh John Nguyễn. Anh đang ở thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp. Và anh cũng là chủ cái kênh YouTube trong cái nhóm gọi là Paris Ánh Sáng. Thế thì những câu chuyện của anh chia sẻ trước đây ở Việt Vision thì cũng được bà con đánh giá rất là cao về cái tinh thần dân tộc và hướng về quê hương đất mẹ. Hôm nay thì Bảo Trâm cũng rất là vui khi anh Dương Nguyễn đặt vấn đề kể một cái câu chuyện về một chàng trai, một thanh niên mà xuất xứ nguồn gốc từ gia đình Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, sau đây là xin nhường lại diễn đàn. Mời anh Dương Nguyễn ạ. Xin chào, trước hết thì xin chào Bảo Trâm. Xin chào quý vị khán giả của Việt Vision. Hôm nay trở lại kênh với lại Bảo Trâm, tại đây là cũng là một cái điều niềm vui cho anh Nguyễn và cũng anh em của Bảo Trâm và John. Lúc hôm trước cũng hai anh em đi ra ngoài mà phi trường đó, sân bay đấy, thì trên đường đi anh em cũng có tâm sự, và ngày hôm nay mình muốn đem đến cái câu chuyện này cho quý vị khán giả của Việt Vision biết được một cái câu chuyện thì nó cũng ngắn ngủi lắm, nhưng mà nó đem đến cho mình một cái tinh thần để cho chúng ta hiểu ra được rằng là những người Việt sống ở nước ngoài không phải ai cũng là cực đoan và ai cũng là nghĩ xấu về quê hương đất nước. Nhưng cái câu chuyện này nó có thật đó, thưa quý vị khán giả và Bảo Trâm. Chuyện nó như thế này, có một em, mình biết xin giấu tên và xin giấu tất cả những cái chi tiết liên quan về đến gia đình của em và em. Thì em được sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình Việt Nam Cộng Hòa, là cha, chú, kể cả bác cũng làm ở bên chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Và thì quý vị khán giả cũng biết đó, Bảo Trâm cũng biết đó, trong một gia đình mà phải nói là gọc, thứ gọc như thế, thì dĩ nhiên con cháu cũng phải là theo định hướng, đã được định hướng. Con cháu phải nói là đã được định hướng và tư duy sẽ đi theo cái con đường đó. Cái chuyện đó là chuyện của gia đình và chuyện cá nhân, mình không nói ở đây. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây là khi đứa trẻ, cái cháu này nó biết mình thì nó đã về Việt Nam. Và khi nó về Việt Nam thì nó trở qua, nó có sự tâm sự, nó có tâm sự với lại chú. Tại vì chú cũng là người cởi mở thì nó mới tâm sự. Một hôm cháu đó đi ăn thì cháu nó mới tâm sự như thế này, nói chú ạ, con thấy gia đình con, ba con, ông nội con, bác con, nó là là cộng sản dữ dội lắm, cộng sản không có tốt, là độc tài, là hại dân, hà hiếp dân. Nhưng mà con về Việt Nam con thấy những cái lời nói đó nó hoàn toàn nó khác. Con thấy ủa, tại sao về Việt Nam đang phát triển, nó thấy xây dựng những cái tòa nhà cao tầng, và nó thấy cuộc sống, kể cả mọi người đi ra ngoài đường ăn uống làm bất cứ điều gì, nó nói là nó vô một cái quán cà phê cóc bên đường mà những người ngồi ở trong đó, người ta nói chuyện, người ta sử dụng những từ ngữ nó hơi tục tiểu, nó nói như thế, nhưng mà người ta đang nói về một cái khía cạnh của một số quan chức tham nhũng. Mà nó nói là nói trên đường phố đó, nó nói mà đâu có ai bắt đâu, đâu có ai mà, tại vì nó nghe nói là chú nó ba nó, bác nó, nhất là bác nó, nói là không được nói bất cứ điều gì, nói là tối là thế nào cũng sẽ bị công an đến, cảnh sát đến, sử dụng cảnh sát chứ không phải là nó không có sử dụng cái từ công an đấy. Thì cảnh sát đến sẽ bắt mình đi rồi này kia, đi cho đi học tập cải tạo. Thì nó nói cái câu chuyện mà
sao con thấy nó hoàn toàn nó khác mà con không biết như thế nào. Thì anh mới là giải thích cho nó hiểu, tại vì trong một cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó thì gia đình cháu này nó là làm trong chính quyền và kể cả có trong quân đội cũng có nữa. Thì dĩ nhiên cái tư duy và cái quá khứ đó nó vẫn nằm ở đâu đó trong 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 người của chú bác hay là ba ba cháu. Cái chuyện đó là nó cho là cũng là bình thường đi, nhưng mà tại vì cái tấm lòng của họ không cởi mở, không có cởi bỏ được cái quá khứ đó, cứ cứ ấp ủ cái quá khứ đó, nên khi mà có cháu thì vẫn truyền đạt lại cháu những cái gì mà họ cảm nhận được là trong cái thời gian đó, cái quá khứ đó họ đã sống, bây giờ họ sống lại mà sống với trong trong tương lai, trong hiện tại với các cháu, thì cái chuyện đó là các cháu được dồn nén, được 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 cái gì, rồi định hướng vào cái con đường mà chính trị đó. Chú nói là hai trong trong hai cái ngoặc kép, thì bây giờ thì cháu lớn rồi, đó không, cháu được tự do ở bên này, mình mới nói với nó rằng là ở bên nước Pháp cái điều mà mình có quyền, mình cứ quyền tín ngưỡng, mình cứ quyền gọi là gì, cái hiến pháp người ta bảo vệ cho mình cái sự tự do cá nhân, mình có quyền tư tưởng ha, mình muốn theo bất cứ ai cũng được hết, không không, không ai bắt mình, không ai gì hết. Thì bây giờ cháu đã về Việt Nam, cháu nhìn thấy những cái gì thì cháu con nghĩ sao, con nghĩ gì về Việt Nam, và con nghĩ gì về Việt Nam và chính quyền Việt Nam và những gì mà gia đình của cháu kể cho cháu nghe. Thì nó mới nói như thế này, nó nói là kể thì con nghe, nhưng mà cái câu chuyện đó con không có sống ở trong cái quá khứ đó, con không biết, con chỉ nghe kể lại thôi. Còn bây giờ á, con đi về Việt Nam á, là chính mắt thấy tai nghe nó thực tế, còn cái đó con thấy nó hơi ảo tưởng. Nói chú, con nói chú đừng có nói lại với gia đình nó, chú hoàn toàn đồng ý với con, cái chuyện đó là cái chuyện cá nhân của con, chia sẻ với chú thì cái chuyện bình thường thôi, chú không có thể nào mà chú đi nói với gia đình con là con có những tư tưởng đó, chú không làm gì được đó. Đó, quý vị khán giả có thấy rằng những người Việt mặc dù họ cháu nó là sống trong một gia đình Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà khi mà cháu nó lớn lên, nó được nhồi nhét, nó được kể lại những cái câu chuyện của ông bà để lại, nhưng mà khi mà thế hệ thứ hai thứ ba người ta lớn lên ở đây, người ta đi học hành nha, người ta đi học hành, người ta biết cái sự so sánh giữa cái quá khứ và hiện tại và tương lai, thì khi mà hai cái so sánh, có một cái so sánh đó và người ta đi thực tiễn ở trong thực tế mà người ta đã nghiệm ra được rằng cái điều mà ông bà nó, ông cha nói, thì cái đó là ông cha sống trong cái thời thời gian trong quá khứ đó, trong cái thời điểm đó, còn mình sống ngày hôm nay, thì nó nói với anh như thế này, nói con cảm thấy là Việt Nam rất là phát triển, rất là phát triển, tại sao phải nói xấu Việt Nam, mình cần phải nói tốt cho Việt Nam. À, cái điều này là một cái điều mà mình phải nói là mình cảm thấy, mặc dù không phải là con cháu của mình, nhưng mà mình cảm thấy rất là tự hào, tại vì những cái thanh thiếu niên này đó là những cái mà mình nói gì, có thể trong tương lai là những người có thể họ muốn về Việt Nam để đóng góp một cái gì đó, mặc dù họ không có sinh đẻ ở Việt Nam nha, họ không sinh đẻ ở Việt Nam và họ đã được sinh đẻ trong một một cái gia đình mà phải nói là thứ gặp của thời Việt Nam Cộng Hòa, thì bây giờ tại sao chúng ta không có, đây đây là tôi muốn nói đến cái điều mà
mình cần phải nói là đoàn kết dân tộc là nằm chỗ này. Đó, những cái cháu đó, mặc dù mình thấy được cái quá khứ ông bà của cháu nó như thế, nhưng mà thật ra nó không có, chính bản thân của những cái đứa cháu, những đứa trẻ này nó khác, nó hoàn toàn nó nghĩ khác. Thế hệ thứ hai, thứ ba sẽ là những thế hệ mà luôn nhìn về Việt Nam với một cái ánh mắt rất là tích cực, rất là tích cực. Kể cả họ có thể sẵn sàng trở về để đóng góp cái sức lực của họ để nhằm thúc đẩy và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đi lên. Đó đó là một cái câu chuyện có thật, và ngày hôm nay muốn kể lại cho quý vị khán giả của Việt Vision nghe được cái câu chuyện này. Và chính bản thân tôi cũng thế. Chính bản thân tôi, tuy tôi không có làm được cái gì hết, tôi không có nói là tôi yêu nước nha. Tôi yêu quê hương của tôi. À, tôi yêu quê hương tôi là cái chuyện bình thường, tại vì gốc gác của tôi nằm ở đó. Tôi không dám nói là tôi yêu nước, tại vì cái từ yêu nước nó quá lớn lao đối với tôi. Tôi chỉ đó yêu quê hương đất nước nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên ở đó. Và khi mà tôi sống ở bên đây, quý vị khán giả, tôi sống ở đây là 30 mấy năm rồi. Và khi ở nước Pháp này, nó có rất là nhiều sinh viên của Việt Nam đến đến tu nghiệp, học hành ở đây. Và tôi cũng muốn làm cái gì đó cho, tại vì tôi thấy những sinh viên đó là đồng bào của tôi. Là đồng bào của tôi, mặc dù tôi là người Pháp gốc Việt, nhưng cái gốc của tôi vẫn phải giữ cái gốc. Và tôi cảm thấy là hai cái chữ đồng bào đối với tôi nó rất là thiêng liêng. Tại vì nó đem đến cho tôi cái cảm giác là mình làm gì làm, mình cũng có cũng còn cái gốc của mình. Tại vì mình sống ở một cái quê hương, xứ sở tại là quê hương thứ hai. Còn quê hương gốc gác của mình ở đâu? Là ở Việt Nam, đúng không? Mà khi thấy những sinh viên đến đây, thì đến đây học á, thì sinh viên á, là chưa có biết tiếng rành, thì giấy tờ nè, ví dụ mua xe mà không biết đóng bảo hiểm như thế nào này kia. Tại sao mình biết mình không chỉ? Tại sao? Và tôi sẵn sàng nói với các em là nếu mà đứa nào mà muốn cái gì đó, chú rảnh hay là anh rảnh thì anh làm cho, không có gì hết. Và có những sinh viên tôi đã chở đi qua Bỉ, đi cho các em nó được tham quan những cái nước mà trong cái cộng đồng châu Âu đó, rồi hướng dẫn các em làm những cái giấy tờ như thế nào, thủ tục giấy tờ làm như thế nào, tại vì mình biết được cái luật nó ở đây như thế nào. Mình chỉ, đó là một phần đóng góp, mà đối với tôi cảm thấy không phải là đóng góp nữa, mà tôi nghĩ rằng con người mà khi mà mình sống ở đâu á, mình thấy những người khó khăn mình nên giúp đỡ. Mình nên giúp đỡ, đó cũng là một cái nét văn hóa của người Việt nữa. Nét văn hóa của người Việt. Người Việt mình á, thường hay làm từ thiện, đúng không? Từ thiện. Mình sử dụng cái từ thiện thì nó hơi to tát. Nhưng mà mình giúp đỡ thì nó thấy nó nhẹ nhàng hơn, mà nó lại có cái gì đó nó gần gũi hơn, nó thực tế hơn, nó thực tế hơn. Nên tôi sẵn sàng tôi làm. Và có một cái câu chuyện, cũng là một cái câu chuyện thật, chính tôi là nhân vật của câu chuyện đó. Là gì? Các bạn cũng biết đó, ở Việt Nam mình cũng có một thời nè, là các em nó trốn đi qua theo đường Trung Quốc hay là Nga hay là bất cứ ở đâu á, để đi qua Anh, vượt biên qua Anh. Mình sử dụng cái chữ vượt biên thì nó đúng hơn, nhưng mà nó cũng không có phải, nó cái chữ vượt biên nó cũng chưa có rõ ràng, nó chưa có rõ ràng, tại vì các em đi được qua những nước đó là đi hợp pháp, nhưng mà khi qua đến nước Đức nè hoặc Pháp nè lại trốn ở lại để chuẩn bị kiếm đường đi qua Anh. À, thì trong cái
trong cái những đứa người mà đi đó thì bị nước Pháp bắt, bị cảnh sát của Pháp bắt lại cái nhóm đó. À, cái nhóm đó thì trong nhóm đó thì dĩ nhiên bên này á ai cũng khai là tuổi nhỏ hết trơn à, không, ai cũng khai tuổi nhỏ, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đứa đứa trẻ mà tôi giúp đỡ đó nó thật sự là nó nói tuổi thật của nó, có thể là xê xích 1-2 tuổi thôi, xê xích 1-2 tuổi thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng là nó nói tuổi thật của nó. Thì các bạn cũng biết đó, ở nước Pháp khi mà một đứa trẻ, những đứa dưới vị thành niên thì sẽ được bảo hộ bởi nhà nước Pháp. Thì cháu luật lệ của Pháp thì cháu nó thấy là nó thấy, tại vì nó khai là nó không có passport, nó mất hết passport, nó mất hết hộ chiếu thông hành thì nó mất hết, thì nó làm sao nó khai được. Nó khai, nếu mà nó khai thì người ta đuổi nó về rồi thì nó phải nói vậy, nhưng mà nó nói vậy nó khai tuổi nó nhỏ nữa. Thì bây giờ nó ở bên Pháp nó không có ai hết, nó không có một ai gọi là, rồi tiếng Pháp tiếng Anh đó, một chữ bẻ đôi nó cũng có đó. Thì bây giờ người ta phải để nó đâu, người ta để trong một cái trại, mình nói cái trại đi, nói cái trại thì cho nó nhẹ nhàng chút, thì đúng ra là nó là một cái tù dành riêng cho những đứa trẻ mà hư hỏng ở bên bên Pháp nè đưa vô đó. Nhưng mà tôi sử dụng là cái trại thì để tội, tại tội nghiệp nó lắm, tội nghiệp nó lắm. Khi mà tôi vào mà nó là người Nghệ An nha, lần đầu tiên mình vào nó nói tiếng Nghệ An là thôi khỏi luôn, mù luôn, không biết gì hết, nó nói là không hiểu luôn, nó chờ con ơi con Việt Nam mình sao con nói tiếng gì đó mà chú không có nghe rõ, nó bây giờ con nói tiếng Hà Nội, ok rồi bây giờ nói tiếng Hà Nội. Và thế là tại sao mà tôi được gặp, có duyên gặp cháu. Cháu nó lấy tên Thắng, nhưng mà thật ra nó không phải là tên Thắng đâu, nó lấy tên Thắng, nó cũng lấy tên giả thôi, thì tạm thời gọi nó là Thắng đi nha. Thì tôi được tòa án chỉ định làm thông dịch viên cho cháu, thông dịch, người thông dịch. Tại vì các bạn cũng biết ở bên này nè, khi mà mình tới những cái ngày bầu cử này, khi mình đi bầu cử mà các bạn mình đi bầu cử mà làm một cái gì gọi là rất là công dân, phải không? Đó. Nghĩa vụ công dân của mình làm tốt thì mình sẽ được tòa chỉ định nha, được tòa chỉ định. Kể cả khi mà có những cái này hơi miên man chút xíu nha Bảo Trâm, hơi miên man chút xíu để cho mọi người hiểu chút xíu, là có nghĩa là khi mà mình á mà làm cái công việc mà cái quyền công dân của mình làm tốt á, thì sẽ được tòa trân dụng. Có nghĩa là có một cái vụ án nào lớn á, tòa sẽ chỉ định mình, chỉ định bất cứ ai, người ta có quyền của một cái danh sách ở trong một cái thành phố đó, ví dụ ở Paris, trong Paris cái quận nào thì trong quận đó nó đều có danh sách những người mà là công dân tốt á, phải nói là công dân tốt á, thì người ta sẽ chỉ định. Thì tôi được chỉ định làm cái điều đó, thì tôi vào tôi mới gặp cháu. Thì cháu nó cũng lúc đầu nó cũng các bạn biết không, vô thì ảnh là nhuộm tóc vàng, ảnh nhuộm tóc vàng, ảnh xăm một con gì con thằng lằn ở ngay chỗ cái cổ tay. Thì trước tôi là đã có ít nhất 3 người Việt vào trong đó rồi à, nhưng mà chẳng may là người, khi mà người ta thấy người ta đánh giá thì có những người người ta đánh giá là những đứa trẻ đó thì nó chắc là nó không có tốt đâu này kia, nhưng mà những người đó theo tôi biết được á, thì người ta cũng là người Việt Nam nhưng mà người ta qua đây rất là lâu rồi, rất là lâu rồi. Tôi không biết họ nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với tôi sẵn sàng đi, và tôi không có đánh giá một con người qua cái vẻ bề ngoài, phải đánh giá con người khi mình tiếp xúc và nói chuyện với người đó để mình cảm nhận được cái người ta có chân thật hay không. Và tôi cảm thấy cháu là chân thật, thế là hàng ngày, một tuần 3 ngày tôi đi thăm cháu, nó muốn ăn cái gì thì tôi đem vô cho nó, nó muốn nghe nhạc tôi cũng xin, cái đó người ta cấm không cho nghe nhạc ở trong trong đó nha, trong trại nha, nhưng mà exceptional có nghĩa là gọi là gì, exceptional là
cái đó ngoại lệ, một trường hợp ngoại lệ người ta sẽ cho mình, cho nó được nghe, tôi đem nhạc vào cho nó nghe nhạc thì Sơn Tùng đó, rồi xong rồi đó là thì một thời gian thì tôi thấy không thể nào để nó trong đó được, tại vì các bạn quý vị khán giả cũng biết đó, nếu mà mình không có tội, mình không có gì hết, nhưng mà tại sao mình bị quản thúc, đúng không, mình bị quản thúc, cháu nó thì nó không hiểu là tại sao bị quản thúc nó, tại vì quản thúc nó là nó không có gia đình, không có bất cứ ai ở đây hết, thì phải phải đưa nó vô cái trại đó thôi, mà đưa vô cái trại đó cũng giống như là cái tù trong đó rồi, nó không chẳng khác nào là một cái tù, nhưng mà cho những đứa trẻ dưới vị thành niên, và nó cũng bị người ta ăn hiếp ở trong đó đó, nó mấy lần nó gặp nó khóc lóc và nó nói là con bị người ta này kia. Quý vị khán giả có biết không, nó hút thuốc á, nó ác lắm, nó chích vô tay của cháu, nó chích vô tay của cháu, mình như thế tôi cảm thấy tôi không không cầm lòng được, và tôi về tôi nói chuyện với mẹ tôi, tại vì tôi nuôi mẹ tôi á, là mẹ tôi cũng là bị tai biến mạch máu não, mẹ tôi cũng tật nguyền, tôi muốn nói với mẹ tôi là bây giờ có một đứa trẻ vậy vậy vậy, tôi kể cái đầu đuôi cho mẹ tôi biết, thì mẹ tôi nói được rồi con cứ cứ đem nó về chứ, tại sao mà phải để nó trong đó, tội nghiệp lắm con, làm gì làm chứ cũng là đồng bào của mình đó, mẹ tôi sử dụng đồng bào, nên tại sao mà tôi cảm thấy cái hai từ đồng bào nó rất là quý và trân trọng. Thế là tôi mới bàn với mẹ tôi là tôi nói thôi bây giờ con đem nó về trước một một tuần đi, cho nó về cuối tuần chơi để cho nó làm quen với má, rồi má cũng làm quen với nó, để hai bà cháu như thế nào. Thế là lần đầu tiên về là hai bà cháu, ui trời ơi, mẹ tôi ôm nó, thương nó, nói trời ơi, bà thương con lắm, tại vì con qua đây mà không có ai, cha mẹ không có ai gì hết này kia, thì thôi con về đây ở với chú với lại bà. Đó, thì nó thì chắc chắn là nó phải gật đầu. Thế là nó gật đầu thì tôi mới hỏi ở trong tòa, ông tòa tôi hỏi thì để thủ tục như thế nào làm, thì người ta có hỏi tôi là có suy nghĩ kỹ chưa, mà đưa nó ra, tôi khẳng định ngay tức thì không có suy nghĩ, tôi nói là tôi đã suy nghĩ rất là kỹ rồi, không có đâu, tôi sẵn sàng đưa nó cháu nó ra, thì ổng nói là phải làm giấy tờ bảo lãnh đó, phải đứng ra là bảo lãnh, thì ok tôi làm tất cả giấy tờ và tôi bảo lãnh đó, thì cháu 2 tuần sau cách từ lúc mà cháu nó muốn như thế, tôi về tôi tham khảo ý kiến của mẹ tôi, rồi xong rồi tôi phải tham khảo ý kiến, đối với tôi phải tham khảo với mẹ tôi, tại vì tôi biết rằng tôi có quyền đem đem cháu về, nhưng mà mẹ tôi là ở nhà một mình, tôi đi làm mẹ ở nhà mình không biết có chuyện gì không, thì phải để cho bà biết làm quen với cháu, để hai bà cháu như thế nào, mà may mắn là hai bà cháu rất là thương nhau đó, cháu nó cũng thương bà mà bà cũng thương nó, đấy là đưa về đó. Đưa về thì tôi cũng lo cho cháu đi học, và cháu nó thích học cắt tóc, hớt tóc, thì tôi cũng đi xin, và may mắn là có một trường mà dạy nghề, trường dạy nghề của Pháp đó, người ta nhận cháu vào học, mặc dù cháu không có giấy tờ, chưa có giấy tờ chính thức, nhưng mà được tòa án bảo bảo hộ, thì đó cũng là bán chính thức rồi, đúng không? Nên cháu dưới vị thành niên, tại vì ở bên này những đứa trẻ dưới vị thành niên bắt buộc phải đi học cả, bắt buộc phải đi học. Thì đến năm 2000, đó là năm 2000 mấy ta, 2004, 2004, đầu năm 2004 là tôi đem cháu về, thì cháu sống với tôi được 2 năm, nhưng mà chẳng may chẳng may là cái quá khứ nó lại đeo đuổi cháu, quá khứ đeo đuổi, tôi hiểu được cái tâm trạng đó,
Bởi vì tất cả mọi người đi á, thì cũng gia đình ở bên bên Việt Nam cũng phải mượn tiền, cũng phải vay tiền, thấy không? Để cho cháu có tiền nó mới đi. Rồi nó đi qua đây thì nó có đi làm nó mới trả lại, còn qua đây nó lo nó học không à, nó có tiền đâu đó. Và một ngày mẹ tôi bệnh rất là nặng, mẹ tôi nằm trong bệnh viện, cháu ở nhà vẫn đi học như thường lệ. Và có một buổi chiều chủ nhật, cháu tôi chở cháu và con gái tôi vào thăm bà nội nó với lại bà. Xong rồi thì tới giờ về thì nó rất là lưu luyến với mẹ tôi, nó không muốn rời mẹ tôi. Nhưng mà lúc đó tôi không để ý, tại vì không 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 để ý, thấy là chắc là nó cả gần 2 tháng mà không gặp bà thì nó cũng lưu luyến cái chuyện nó bình thường. Thế là cái bữa chiều chủ nhật đó và sáng ngày thứ hai thì nó đi học, và tối chiều ngày thứ hai nó phải về nhà là lúc 6 giờ. Và con gái tôi gọi điện thoại lúc đó là 7 giờ. Nó nói: "Papa ơi, anh Thắng chưa có đi, chưa có về." Bắt đầu là tôi hỏi: "Ủa tại sao?" Tôi mới gọi lên lên trường. Thì ở bảo vệ ở trường nói là giờ về hết rồi, đóng cửa hết rồi, về hết rồi. Rồi tôi mới gọi, thì tôi gọi cháu tôi gọi không được. Tại vì khi mà cháu về với tôi á, tôi cũng có mua điện thoại này kia cho cháu, tại vì cái đó là cần phải có sự liên lạc. Tôi cháu nó cũng giống như con tôi rồi, còn gì nữa. Đấy. À, tôi cũng có ý định là muốn muốn hợp thức hóa cho cháu thì tôi sẽ nhận cháu làm con nuôi để hợp thức hóa nó. Chỉ có con đường đó mới hợp thức hóa được thôi. Chứ còn là nếu mà không có không nếu mà mình làm không đó thì nó sẽ mãi mãi nó sẽ không có giấy tờ hợp lệ. Thì cái dự định của tôi là như thế đó, nhưng mà chẳng may cái quá khứ của cháu nó đeo đuổi cháu. Thế là nó đi thăm mẹ tôi chiều chủ nhật đó, và qua ngày hôm sau cháu đã bỏ đi. Cháu nó đã bỏ đi. Cháu đã bỏ nhà đi đó, nó thật sự nó bỏ nhà đi. Tôi rất là tiếc cho cháu. Tại vì cái tôi thấy cái nó có cái tương lai của nó, nhưng mà mình cũng hiểu được rằng cái số nợ mà gia đình của cháu nó làm sao mà trả nổi, đúng không? Làm sao mà trả nổi, phải chờ cháu nó học 2 năm để nó ra, nó học hớt tóc. Và Bảo Trâm có biết rằng có một cái salon hớt tóc bên này nè, người ta sẵn sàng chừa một chỗ cho nó, để nó khi mà nó học ra, nó vừa học vừa làm nha, trên cái salon đó. Và người ta lúc nào cũng khen nó là người thông minh. Và ở trong trường á, tất cả mọi người thầy cô khi mà mình vô họp phụ huynh học sinh á, thì mọi người đều nói mình rất là hãnh diện nha. Phải nói người ta nói câu này mình rất là hãnh diện. Người ta nói là người Việt Nam của mấy ông á rất là thông minh. Trời ơi, dạy nó một mà nó hiểu tới 10 lần á. Khủng khiếp không? Và Bảo Trâm có biết rằng nó học tiếng Tây á, nó học mới có bằng A1 hay A2 gì à, mà nó được giấy khen đó. Còn giữ giấy khen đó đây nè. Khủng khiếp. Mình hãnh diện chứ, mình hãnh diện cho nó, làm cho mình được hãnh diện chứ. Nhưng mà không may mắn cho nó là nó đã, thì nó đi thì lúc đó là tháng 10 nha, tháng 10 mình cứ cố gắng tiếp xúc nó, tại vì nó không liên lạc. Cuối cùng thì nó cũng nhắn tin về và nó cũng gọi điện thoại về, nó xin lỗi. Đấy, nó cũng gọi về nó xin lỗi. Mình thì lúc đó mình giận nha, mình thì mình giận chứ, trời ơi mình lo lắng cho này kia, mình biết nó sẽ có cái tương lai, tại sao nó bỏ, mình giận nó. Nhưng mà giận thì giận, khi mà suy nghĩ lại thì mình cũng phải thông cảm cho nó. Tại vì cái số tiền mà gia đình vay cho nó quá Cao. lớn đi, nó quá lớn đi, nó phải làm gì đó để nó có tiền nó trả nợ chứ. Mình cũng không thể nào mà mình chỉ lo được như đó thôi. Thì cháu nó, cái đó là cái quyền quyết định của nó, cái tương lai của nó nằm trong tay thì nó sẽ quyết định. Thế là nó đã bỏ đi. Và may mắn là cuối năm 2016 đó là nó đã đi qua tới Anh, và nó gọi điện thoại về, nó nói là con đã đi qua tới Anh, và mình rất là mừng.
rất là mừng, kể cả ông tòa nữa nha. Mình nói chuyện với ông tòa nó là nó đã đi qua bên đó, nó trốn nó đi qua bển rồi, đi tới rồi. Ông tòa nó trời ơi, cũng may mắn nha, nếu mà nó bắt lại là kỳ này là tôi không có thể nào làm được bất cứ điều gì á, chỉ có vô tù ngồi thôi chứ không có là chờ ngày đuổi về thôi chứ không có. Đó là một cái câu chuyện. Thì những cái chuyện đó mình nghĩ rằng sống bất cứ ở đâu nơi nào thì mình cũng nên nhớ về cái cội nguồn của mình. Cội nguồn của mình là gì? Khi mình đi ra ngoài gặp nó thật thật sự, đi ra ngoài gặp mà nghe ai nói tiếng Việt là mình quay lại liền. À, mình quay lại liền. Mà Bảo Trâm biết á, ngay chỗ anh ở là anh ở trong cái chỗ đó thì toàn là người Tây không à. Đó, nên mình cũng đôi khi mình gặp người A châu Á là mình cũng mừng lắm. Đấy. Đó là những cái câu chuyện nó có thật trong đời đó. Mà ngày hôm nay á, là tâm sự với quý vị khán giả của Việt Vision và Bảo Trâm để mọi người thấy được rằng người Việt của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới nhưng mà phần đông đều hướng về Việt Nam một cách tích cực. Chỉ có một số nhỏ người ta vẫn còn sống với quá khứ, người ta luôn ấp ủ cái quá khứ đó, người ta không cởi bỏ được cái quá khứ đó, nên chúng ta cũng có thể thông cảm, nhưng chúng ta không thể thông cảm cho những người mà quay về nói xấu hay là xuyên tạc hay là muốn lật đổ chế độ này kia. Thật ra tôi thấy kể cả cái cháu mà nó nói có muốn lật đổ cũng khó lắm chú ơi, không phải chuyện đùa. À đó, muốn lật đổ cũng khó, không phải chuyện đùa. Đó là những cái câu chuyện mà có thật đó Bảo Trâm và quý anh em. Vâng, cảm ơn anh John. Thực ra thì qua câu chuyện của anh thì nó cũng thấm đẫm cái tính nhân văn, cái tình đồng bào, tình dân tộc. Đồng bào cùng bọc mà, cùng là con của Đúng mẹ một Âu Cơ. nhau đúng Vâng, rồi. thế thì thưa quý vị các bạn, có lẽ là Bảo Trâm xin giới thiệu thêm một chút là anh John Nguyễn thì có 50% cái ADN là của mẹ Việt Nam và 50% ADN là của bố người Pháp. Nên là chúng ta nhìn kỹ thì anh John có nét rất là Tây. Vâng. Và đúng là anh John thì Bảo Trâm cũng gặp ngoài đời rồi. Anh John Nguyễn thì nói năng rất nhẹ nhàng và dễ xúc động. Ngay Đúng như buổi chúng tôi ngồi uống nước mà trước khi anh ra sân bay, trước khi Bảo Trâm đưa ra sân bay thì thấy anh có vẻ như muốn rơm rớm nước mắt. Và Bảo Trâm là một người cũng hay làm thơ, cũng hay bị cái cảm xúc nó lấn át. Lúc đó đang rất chương trình thì mình cứ phải bơ đi. Mà giả sử như mà nếu mà gặp nhau còn thời gian mà cộng vào cái hoàn cảnh như vậy, có khi là mình cũng cũng cũng, cũng... chung quanh là một câu vâng. thơ nào đó Vâng. đúng Thế thì cảm ơn anh Dương Nguyễn. Câu chuyện của anh thực ra nó nhỏ thôi nhưng mà nó là câu chuyện rất hay. Bảo Trâm rất thích những câu chuyện như này. Các câu chuyện như này nó lan tỏa cái tính nhân văn, cái tình yêu thương dân tộc và đoàn kết. đoàn Đoàn kết dân tộc kết nằm dân chỗ tộc. này nè, Vâng. anh thấy là đoàn kết dân tộc ở chỗ này nè, chứ mình có nhiều người ta nói kêu gọi đoàn kết nhưng mà thật ra cũng đoàn kết cái kiểu gì nó ông bây giờ không nói nữa. Vâng, thưa anh. Mỗi người đều có một cái suy nghĩ riêng, mình không thể nào bắt người ta suy nghĩ giống như mình. Dạ Chính vâng, xác. câu chuyện này chúng tôi đang thực hiện vào là lúc bao giờ ở Việt Nam cũng đã muộn rồi. Nên là xin phép quý vị các bạn và xin phép anh John và Trâm xin được dừng ở Rồi. đây. Và mong rằng trong tương lai thi thoảng rảnh rỗi thì anh cũng góp cho diễn đàn của Bảo Trâm, đặc biệt là các câu chuyện nó tương tự. Nghe rất là thấm mà nó đầy tính yêu thương, nó không có cái việc mà sân si hằn học rồi căm ghét nhau ở đây. Xin chân thành cảm ơn anh. Cảm ơn Bảo Trâm, xin cảm ơn quý vị khán giả của Việt Vision. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tới. Cảm ơn quý vị khán giả. Cảm ơn Bảo Trâm. Chào anh ạ.